Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã chọn và đã đến với chương trình của VCOW Television phát hình trên các băng tần 57.13 tại miền Nam California, 16.2 tại miền Bắc California cũng như trên www.vcow.tv. Đây là chương trình Thiên Hạ Sự với nhà văn Phạm Gia Đại và Trọng Nghĩa phụ trách trong phần host thưa quý vị. Hôm nay chủ đề mà nhà văn Phạm Gia Đại đã chọn và đưa ra đó là Lý Đô Sài Gòn, thủ đô của người Việt tị nạn. Thưa quý khán thính giả, sau khi miền Nam sụp đổ vào tháng 4 của năm 1975, thì người Việt đã tìm đường ra nước ngoài bằng nhiều phương cách khác nhau, như là đi di tản trước tháng 4 1975, hay là tìm đường vượt biên, vượt biển, hay được thân nhân bảo lãnh qua chương trình ODP, tức là Orderly Departure Program của chính phủ Hoa Kỳ, hay là đi theo chương trình Con Lai, hay là nhân viên sở Mỹ hoặc là Hoa Kiều. Vô hình chung, những cộng đồng Việt hải ngoại đã được hình thành trên khắp nơi trên thế giới, mà đông đảo nhất là tại quận Cam, miền Nam California của Hoa Kỳ, hay là San Jose, Bắc California, hay là tại Texas, Florida, Úc Châu, Canada và Âu Châu, v.v. Hình thành như là một quốc gia thịnh vượng tại hải ngoại. Theo thống kê, vào năm 2019 của PEW, người Việt tại miền Nam California, tại Los Angeles là trên 350.000 người, tại Houston, Texas là 150.000 người và tại San Jose trên miền Bắc California là trên 150.000 và toàn Hoa Kỳ là 2.183.000 người Việt. Riêng Orange County với những thành tựu đáng kể của người Việt về cả kinh tế, học vấn và bảo tồn văn hóa, tiếng nói là những điểm nổi bật về sức sống mãnh liệt của người Việt sau khi mất nước đã gây dựng lại được ở hải ngoại. Thiên Hạ Sự kỳ thứ 168 này sẽ đưa chúng ta vào những lĩnh vực thành công này của cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Và Trọng Nghĩa xin được giới thiệu đến quý vị, nhà văn Phạm Gia Đại là người đã chọn chủ đề ngày hôm nay. Xin thân mến chào nhà văn Phạm Gia Đại. Xin chào anh Trọng Nghĩa, kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi thông hình cũng là cái ngày cuối của cái tháng 4. Nhưng mà để tiếp nối với một chương trình trước chúng tôi đã thực hiện đó, ở trên Thiên Hạ Sự, đó là Sài Gòn ngày tháng cũ đã được phát vào trong cái tháng 4 đen năm 2022 này trên băng tần của VCOW TV 57.13 tại miền Nam Cali, 16.2 tại Bắc Cali. Thì nhân dịp đây chúng tôi có một cái đề tài tiếp theo cái đề tài Sài Gòn ngày tháng cũ đó, tức là Little Sài Gòn, thủ đô người Việt tị nạn tại hải ngoại, là cái chủ đề chúng tôi muốn đưa ra để nhìn cho các nhìn thấy được cái sự hồi sinh của Sài Gòn, hồi sinh của miền Nam, hồi sinh của chính nghĩa quốc gia. Chúng ta đã qua bao nhiêu những cơn đại nạn đó, đã vượt thoát Thái Bình Dương, đi qua tới bến bờ tự do, đến Hoa Kỳ, đến các nước tự do, và từ đó chúng ta lại nhìn thấy lại lá cờ vàng bao sọc đỏ, chúng ta lại nhìn thấy lại những cái phong tục tập quán của người Việt chúng ta sống trở lại trên những vùng đất mà chúng ta đã tạm dung ở tại Bắc Mỹ, ở tại châu Âu, Úc Châu, Canada, vân vân. Đó là những hình ảnh mà chúng ta bồi hồi xúc động vì những hình ảnh mà dù rằng nó tên nó chỉ là Little Sài Gòn, nhưng nó như nhắc nhở chúng ta trở lại một cái thời gian rất là huy hoàng. Chúng ta đã được sống ở tại Sài Gòn 21 năm, từ năm 1954 tới năm 1975. Đấy là những kỷ niệm chúng ta không quên được. Cho nên khi chúng ta đi ra nước ngoài, chúng ta mang theo, đi ra ngoại quốc, chúng ta cũng mang theo tất cả những gì của quê hương. Và một cái điểm đặc biệt chúng tôi cũng kính mời quý vị nào chưa có bao giờ có dịp đến miền Nam California nên đến một lần. Nên đến một lần tại quận Cam, tại Orange County, miền Nam California, nhất là đến tại vùng Little Sài Gòn ở đây. Nhất là những ngày hôm nay đó, quý vị nhìn thấy rằng cờ vàng bay phất phới khắp nơi ở tại trung tâm của cái khu vực Bonsa ở đây, tức là nó nằm dọc theo cái đường Bonsa và nó chảy dài xuống hai cái đường Brookhurst và lại hai đường Magnolia nằm song song bên cạnh cái đường Bonsa đó, là chúng ta nhìn thấy cờ vàng ba sọc đỏ bên cạnh cờ Hoa Kỳ bay phất phới khắp đường phố. Thì đấy là những hình ảnh mà vừa vui tươi vui mắt của mình, nhưng nó lại gợi lại cả một cái quá khứ đau thương đau buồn dân tộc chúng ta đã phải trải qua một cái quá đau đớn cái ngày 30 tháng 4 1975. Đến bây giờ cái
tinh thần của Sài Gòn, tinh thần của những người Việt quốc gia, tinh thần của những tiếng nói Hà Nội, tinh thần của tiếng nói Sài Gòn bây giờ đang sống trở lại. Và sống trở lại qua những hình ảnh mà chúng ta đã nhìn thấy ở đây. Mỗi lần mà lễ Tết đến thì chúng ta có diễn hành, chúng ta có diễn hành Tết. Và trên hình của quý vị nhìn thấy đó là đây là diễn hành ở bên Canada. Là nhìn thấy lá cờ của bên Canada đó vẫn có lá cờ vàng ở bên cạnh. Thì đây là những cái biểu tượng mà chúng ta không thể nào quên được. Bởi vì dù chúng ta sống xa quê hương đi chăng nữa, chúng ta vẫn nhớ về quê hương. Chúng ta vẫn canh cánh bên lòng một ngày nào mình có thể về lại được quê hương, sống lại những ngày êm đềm cũ ở tại Sài Gòn mà chúng ta đã được sống. Thì nói tới cái vùng lít Sài Gòn ở đây ấy, thì chúng ta đã có trình bày trước đây một lần rồi. Bây giờ chúng ta quay trở lại vì cái ngày 30 tháng 4 nó lại đến một lần nữa ở tại miền Nam California cũng như trên khắp nơi trên thế giới. Thì cái sự hình thành của lít Sài Gòn đây là một cái sự gọi là thành tựu một cách đáng kể nhất sau có thể nói rằng hai thập niên, đó là cuối thập niên 70 qua đầu thập niên 80 đó, thì bây giờ là mới hình thành, từ từ hình thành cái vùng Little Sài Gòn. Và trên màn hình của quý vị nhìn thấy đó là cái tượng đài của Đức Thánh Trần. Tượng đài Đức Thánh Trần đã được dựng lên là để mà tưởng nhớ đến Ngài trên đường Bôn Sa. Và nơi này đấy thì thường vẫn có những cái buổi lễ lạc để chúng ta cử hành cũng tại đây. Và cái nơi mà cử hành lễ lạc nhiều nhất đó là cái tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ mà quý vị có thấy hình ảnh đó, cũng ở tại miền Nam California trong quận Cam này. Thì sắp tới đây, tức là ngày mai, đây là ngày 30 tháng 4 rồi, thì cũng có hai cái cuộc lễ buổi trưa và buổi chiều tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ để kỷ niệm 30 tháng 4. Thì chúng tôi cũng sẽ đến đó tham dự và để mà tưởng nhớ lại những cái ngày mà gọi là vàng son của nền đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa của chúng ta tại miền Nam. Thì bây giờ trở về cái vùng Little Sài Gòn, trên hình quý vị nhìn thấy đó là cái khu nó gọi là Hà Nội Plaza đó. Cái khu mà có cái tượng đài Đức Thánh Trần được an vị ở đó. Thì đây là một trong cái khu mà sầm uất của Little Sài Gòn. Và một cái điều mà chúng tôi cũng vui và có thể nói với quý vị về cái vùng Little Sài Gòn này á, có nhiều người nói, tôi nghĩ rằng cũng không ngoa. Họ nói rằng là ở tại Nam Cali đó thì trên là trời và dưới là đồ ăn. Thì điều đó cũng là đúng. Tức là có rất nhiều thức ăn quý vị. Đến đây quý vị tìm thấy cả những thức ăn quý vị không tưởng tượng được là nó có ở tại đất Mỹ này. Và trên màn hình quý vị nhìn thấy là ở bên trên đó là tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ đó, hai là cờ Việt Mỹ. Và cái này người ta ghép vào hình bên dưới là khu Phước Lộc Thọ, tức là một cái biểu tượng rất là biểu tượng của cái vùng Nam Cali là khu Phước Lộc Thọ, cũng như là đằng bên cạnh nó là Westminster Mall, tức là một cái mall mà khi mà chúng tôi mới có Mỹ đó, người Việt chúng ta hay đến đó, bởi vì nó gần cái khu Little Sài Gòn, cho nên chúng ta đến khu shopping mall này nhiều hơn các khu khác, người Việt đông lắm. Thì đấy là những cái vui của chúng ta trong những ngày cuối tuần. Nhưng mà trở về với lại Little Sài Gòn đó, thì chúng tôi muốn thưa chuyện với quý vị là nó có những điểm đặc điểm của Little Sài Gòn mà chúng tôi rất mong muốn quý vị nào chưa từng đến sẽ đến, và có nhiều vị đã đến và đến hàng năm, đến hàng năm. Bởi vì đến đây chúng ta đi ra đường phố đó quý vị chỉ có việc nói tiếng Việt thôi, không phải nói một cái ngoại ngữ nào khác hết. Vì cả các khu vực Bôn Sa dọc theo hai cái đường Brookhurst đi xuống, đường Magnolia đi xuống đó, là tất cả khu đó là người Việt chúng ta chiếm ngự hết. Và các hàng quán ở đây cũng vậy, nó là đề các bảng bằng tiếng Việt hết. Và chúng ta đi ra đường, chúng ta nói chuyện, chúng ta nhìn thấy toàn là người Việt thôi. Đấy là cái không khí mà chúng tôi nghĩ rằng là cái có lẽ rằng thành phố Sài Gòn đã hồi sinh lại. Nó hồi sinh lại ở tại quận Cam, nó hồi sinh lại trên San Jose, nó hồi sinh lại ở Texas, nó hồi sinh lại ở bên Virginia trong cái Eden Mall đó. Rồi nó hồi sinh lại ở bên châu Âu, bên Pháp, bên Anh, bên Ý, nó đã hồi sinh lại. Mà nó hồi sinh cả bên Nhật nữa quý vị. Chúng tôi cũng nhìn thấy hình ảnh ở bên Nhật nữa, là cũng có những khu của người Việt Nam. Đó là rất là cảm động. Tức là người, cái sức nó đã thể hiện lên một cái điều mà chúng ta thấy rằng là cái sức sống mãnh liệt.
và nó là sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam chúng ta, trải qua biết bao nhiêu là cơn sóng dữ năm 1954 nhận chìm chúng ta ở miền Bắc rồi, thì hơn 1 triệu người lại di cư vào Nam để tiếp tục sống với cái chế độ tự do trong miền Nam. Rồi đến năm 75 không may mắn nữa, vận nước lại suy, chúng ta lại mất nước và chúng ta lại phải đi di tản ra tứ phương tám hướng. Nhưng mà cái tiếng nói của người Việt vẫn vang lên khắp nơi như thế giới, tiếng Việt vẫn còn và văn hóa Việt vẫn còn, những phong tục tập quán Việt chúng ta vẫn còn, và con cháu chúng ta bây giờ cũng vẫn nói tiếng Việt ở khắp nơi trên thế giới. Đó là những cái hình ảnh mà chúng ta không thể nào quên được, và đó là một cái sự đóng góp vô cùng to lớn của những người Việt đã phải bỏ nước ra đi và đã xây dựng lại được cuộc sống của họ vững mạnh, thành công ở ngoại quốc. Thì những cái bước chân của những người Việt đã tha hương đi khắp nơi trên thế giới đó, không ngờ bây giờ đã hình thành trở thành được những cái cộng đồng lớn mà chúng tôi có thể gọi nó lớn bằng một quốc gia, quý vị. Bây giờ số lượng cái người mà Việt ở trên thế giới bây giờ nó phải trên 4 triệu rồi, và nó có sinh sôi nảy nở hơn nữa, và trong số đó người ta nói rằng khoảng chừng tới 20-30% là những người đã có những bằng cấp đại học nữa. Thì đấy là cả một cái khối lượng khổng lồ nhân tài mà chúng tôi nghĩ rằng là họ đã đóng góp rất nhiều cho những cái chính quyền tại địa phương, cũng như là đó là những hình ảnh trong tương lai của Việt Nam. Những cái thanh thiếu nữ mà quý vị nhìn trên hình cầm lá cờ vàng, bá sọc đỏ đó, đây chính là tương lai Việt Nam chúng ta sau này. Các em sẽ là những người nối gót cha ông về xây dựng lại quê hương. Đó là cái điều chúng ta không mong muốn gì hơn, để nhìn thấy đất nước chúng ta một ngày nào đó sẽ được an bình, thịnh vượng, hạnh phúc, nhân bản, tự do, dân chủ như các nước khác trên thế giới. Và điều đó là dân tộc Việt Nam, người Việt Nam rất xứng đáng để được hưởng cái đó. Hôm nay chúng tôi đưa cái đề tài này ra đó là cũng vì là cái ngày cuối trong ngày 30 tháng 4, nhưng mà cũng là để nói lên một cái niềm tin, niềm hy vọng. Một cái gì sáng sủa, nó ánh sáng nó đã chiếu rọi đến, và cái tên Đất nước Sài Gòn này cũng nó có hiện lên ở nhiều nơi trên thế giới. Đó là những ánh hy vọng, những ánh hy vọng trong tương lai cho chúng ta, để chúng ta thắp một cái ngọn nến niềm tin của chúng ta vào tương lai sáng lạng của dân tộc sau này. Thì chúng tôi ở đây cũng đã thấm thoát như vậy cũng gần 30 năm rồi. Từ khi mà đi qua chương trình mà tị nạn của chính phủ Hoa Kỳ, chương trình HO cho chúng tôi qua đây, thì may mắn đã được định cư ở đây và thấy rằng đây chính là cái nơi gọi là đất lành chim đậu. Đúng là đất lành chim đậu. Những đây ở đây những là những cái khí hậu thật là ôn hòa. Có thể nói rằng là không khác gì ở tại Việt Nam bao nhiêu. Và mùa hè không có nóng lắm, không quá nóng, mùa lạnh cũng không quá đến khắc nghiệt như những cái tiểu bang bên miền Đông. Cho nên người Việt chúng ta hội tụ lại đây rất là đông, thích về đây. Và tôi có rất nhiều bạn bè nữa, nhiều khi ở những miền Đông đó thì hỏi bán nhà bán cửa bên đó đi, họ qua bên này mua nhà cửa, họ ở lại bên miền Nam California để cho nó ấm áp hơn, hoặc là về đây với con cái hơn. Thì đấy là những cái mà gọi là tâm tình đầu tiên chúng tôi mới chia sẻ với quý vị về cái vùng Little Sài Gòn chúng ta đang sống ở đây. Ngoài cái vấn đề về thực phẩm đó, ăn uống đó, quý vị ở đây có rất nhiều những nơi mà thắng cảnh, danh lam thắng cảnh, mà chúng tôi nghĩ quý vị nên đến đây để thưởng ngoạn một lần. Có những đồi núi rất là đẹp, có những bãi biển rất là đẹp. Và đồng thời trên màn hình quý vị nhìn thấy đây, nó là cái con đường Main là con đường chính của Garden Grove đó. Thì trong này đó quý vị, mà tới đây chúng tôi sẽ giới thiệu, nó có những tiệm cà phê cực kỳ ngon của người Việt Nam chúng ta ở trong đó, những quán cà phê trong đó rất là ngon. Và đồng thời ra đó họ làm bánh rất ngon, những bánh ngọt để uống với cà phê đó. Chúng tôi đã có nhiều bạn bè đã đưa tới đây, họ rất thích trong cái khu vực này. Khu vực này là khu vực mà thường chúng ta đi bộ ở trong đó thôi, nó ngắn lắm, như là cái đường Main Street đó. Thì để chúng ta đi bộ vào trong đó thì đa số trong khu vực này nó là những tiệm cà phê và những cái tiệm mà ăn uống nhẹ thôi. Trong đó cũng có những cái quán hàng của người Mễ, vân vân. Nhưng mà chúng tôi thích những khung cảnh ở đây lắm, cũng như nhiều nơi khung cảnh khác mà chúng tôi có giới thiệu với quý vị rồi đó, là nó yên tĩnh lắm. Thì chúng ta đến đây trong để mà mình xả lại những cái gì, những cái mà căng thẳng trong cuộc sống của mình đó.
vì ở Mỹ thì anh phải đi làm thôi, nhưng mà đi làm nhiều quá chúng ta căng thẳng thì người Mỹ nó vẫn phải đi vacation, vẫn phải đi chỗ này chỗ kia để cho họ tìm cái không khí khác đó. Thì nếu quý vị có dịp chúng tôi mời quý vị về lại Little Sài Gòn. Còn riêng anh Nghĩa chắc cũng ở đây cũng lâu rồi phải không? Anh có những kỷ niệm gì với vùng này, anh có thể chia sẻ với khán giả? Dạ, nghĩ kỷ niệm nhiều lắm. Tại vì Trọng Nghĩa thì ở trước hết thì Trọng Nghĩa vượt biên là từ 1978. Rồi Trọng Nghĩa trước hết Trọng Nghĩa qua bên Canada sống 8 năm bên đó. Rồi Trọng Nghĩa biết qua California từ 1987. Và ở từ 87 đến giờ luôn, lập gia đình ở đây, ở đây luôn thưa quý vị. Và coi như là đã rời Việt Nam là coi như từ mà sau 75 đó tới rồi 78 cho đến giờ là coi như 44 năm rồi. Vâng, 44 năm rồi ở hải ngoại. Thưa quý vị, và nếu mà về vùng mà Little Sài Gòn này thì chắc có lẽ quý vị biết là cũng là rất nhiều người mà thích được về đây sống. Thứ nhất là khí hậu, như là nhà văn Phan Gia Đại có nói lúc đầu là khí hậu tại miền Nam California nó rất là lý tưởng. Tại vì nó tức là mùa hè thì có một vài tháng cũng nó nóng, và những cái nạn cháy rừng ở California thì rất nhiều. Nhưng mà ngược lại đó thì là buổi sáng đó thì là trời rất mát, và buổi trưa đó thì nóng nóng, đến buổi chiều thì mát trở lại, và buổi tối thì có đôi khi nhất là mùa thu, mùa đông thì rất là lạnh thưa quý vị. Nhưng mà lạnh không đến nỗi lắm, bởi vì ngay tại California này, nhất là tại miền Nam California thì quý vị có thể vừa thấy biển mà vừa thấy tuyết luôn, tức là núi đó. Nếu mà chúng ta đi khoảng chừng lái xe khoảng 1.5 tiếng đó thì là chúng ta đến Big Bear này kia, cũng là có thể về có thể trượt tuyết vào mùa đông, mà có thể kéo dài từ tháng 4 cho đến từ tháng 11 cho đến tháng có khi tháng 3, tháng 4 cũng còn tuyết. Tùy theo năm, nhưng mà đặc biệt là tại vùng Little Sài Gòn này không đó, thì quý vị ăn món ăn nào thì nói chung thì cũng có nhà văn Phan Gia Đại. Vâng, thưa quý vị là và đặc biệt là rất là ngon, và quý vị có rất nhiều lựa chọn và vui lắm. Có nhiều khi có những cái năm mà có sự cạnh tranh đó thì hết nhà hàng này đến nhà hàng kia hạ giá này kia chung đó. Vâng, nói chung thì là, và để khi mà nhắc thì 30 tháng 4 đó thì đặc biệt ở tại vùng Little Sài Gòn, đặc biệt trên đường Buôn Sa đó thì có treo cờ, thưa quý vị, cờ vàng ba sọc đỏ suốt dọc theo con đường Buôn Sa, làm chúng ta nhớ đến cái lá cờ mà của Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Và đặc biệt là thưa quý vị, ngày đặc biệt là trong năm nay đó thì có cái theo Trung Nghĩa được biết đó thì ngày mai cái ngày thứ bảy đó, đúng ngày 30 tháng 4 của năm nay đó, thì ở tại nghĩa trang mà của trên đường Buôn Sa đó, chỗ mà Peak Family đó, thì nghĩa trang thuyền nhân, vâng, có nghĩa trang thuyền nhân, có một cái bức tượng mà thuyền nhân Việt Nam đó, và nhắc lại cái vụ mà vượt biên đó thưa quý vị, và sẽ được tổ chức rất là long trọng vào ngày thứ bảy 30 tháng 4 của năm nay 2022 thưa quý vị. Và trong nghĩa có sưu tầm được một cái bài thơ thưa quý vị mà viết về 30 tháng 4 đó, xin được đọc cho quý vị nghe. Bài thơ này là của nhà thơ Lê Chân, được sưu tầm ở trên mạng, viết về cái ngày đoạn trường, ngày phủ màu tang trắng trên quê hương dân tộc. Đó là bài thơ Tháng Tư Đen. Anh ơi tháng tư đen, ngày 30 đoạn trường, anh nuốt hờn tủi nhục, em suối lệ trào tuôn. Anh ơi tháng tư đen, tháng tư cơn quốc nạn, trời đất cùng kinh hoàng, tháng tư phủ màu tang. Tháng tư đen không chỉ là buông súng, mà ngày toàn dân phải trả giá hòa bình, bằng tủi nhục, bằng ngàn năm tăm tối, bằng đọa đày cả thế hệ tương lai. Tháng tư ôi nhục hình, ngập trời cảnh điêu linh, khóc thương bao anh hùng vì tổ quốc hy sinh. Hay quá, cảm ơn anh Nghĩa. Thưa quý vị, cũng để mà tiếp nối vào những cái ngày cuối tháng 4 đó, thì chúng tôi có đưa cái đề tài lên từ Sài Gòn lên để cho chúng ta thấy rằng cái hình ảnh của Sài Gòn nó vẫn sống trong cái tâm tư tình cảm của người Việt chúng ta tại hải ngoại. Và chúng ta dựng lên những thành phố mang tên Sài Gòn, Little Sài Gòn, cũng như ở cái vùng đây chúng tôi đây chúng cũng đã tranh đấu để mà có được tên của Quang Trung, Đại đế Quang Trung. Chúng ta có tên được của vùng của đường phố Sài Gòn, và chúng ta cũng có tên, những cái tên mà rất là Việt Nam của chúng ta ở đây để mà kỷ niệm lại, để đôi lúc đi ngang qua chúng ta nhớ đến những cái gì trong quá khứ oai hùng và quá khứ mà chúng ta hãnh diện, một quá khứ rất là đẹp mà bây giờ nó không còn nữa. Thì nhân dịp này chúng tôi cũng một lần nữa cũng gửi đến quý vị những hình ảnh rất là khiêm nhường về cái khu vực Little Sài Gòn này cũng như nhiều nơi trên thế giới, để cho quý vị
Nếu chưa có dịp đến đây thì nên ghé một lần, ghé thăm đến Sài Gòn, thăm bà con mình ở đây, hay là đến đây đi thưởng ngoạn, đi du lịch, thì quý vị sẽ thấy một cái không khí, một không khí quê hương, một không khí quê hương mà nó tỏa ra trên cái đường phố. Và chúng ta sẽ nhìn thấy, nhất là cái khu vực Phước Lộc Thọ ở đây, là ai cũng đến đây cũng thường hay đến đó để mà thăm viếng khu vực shopping của người Việt Nam. Cũng là một trong những cái dấu ấn mà chúng ta cũng không quên được của cái vùng miền Nam California này. Thì một lần nữa chúng tôi xin gửi đến quý vị những cái hình ảnh và những cái kỷ niệm của chúng tôi đã sống tại cái vùng Little Sài Gòn này được cũng gần 30 năm nay. Anh Nghĩa thì 40 mấy năm để là đã xa quê hương rồi. Thì chúng tôi rất là yêu mến vùng này, và người ta nói rằng là mình ở Cali rồi mình khó đi nơi khác được. Yeah. Vì thứ nhất là vì cái khí hậu của nó. Thứ hai là ở đây chúng ta cái gì chúng ta cũng có hết. Và chúng ta dễ sống lắm. Cái đồng lương nào chúng ta cũng sống được cả. Thành đấy là những cái điều mà tôi gọi là ưu điểm của cái người dân tại vùng Little Sài Gòn đấy, Nghĩa. Dạ, dạ đúng vậy. Và đến đây thì chương trình đặc biệt về 30 tháng 4 do nhà văn Phạm Gia Đài đã biên soạn và trình bày chọn chủ đề hôm nay đến đây xin được chấm dứt. Xin nhà văn Phạm Gia Đài vui lòng nhắc lại cái giờ phát hình của chương trình chúng ta. Dạ, cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Thiên Hạ Sự của hai anh em chúng tôi. Thì chương trình này sẽ được phát hình mỗi tuần lễ vào ngày thứ ba và thứ năm vào 10 giờ sáng và 7 giờ tối. Mời quý vị đón xem trên băng tần 57.13 tại Nam Cali và 16.2 tại Bắc Cali. Nhà văn Phạm Gia Đài cùng với Trọng Nghĩa trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị thời gian còn lại trong ngày thật là bình an và nhiều niềm vui. Và xin trân trọng hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.